Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã chia vui và chúc mừng Campuchia tổ chức thành công lễ khai mạc SEA Games 32. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự hợp tác du lịch, nhất là sự vượt khó của ngành du lịch hai nước trong đại dịch. Bộ trưởng đánh giá, việc triển khai hợp tác trong lĩnh vực du lịch trong những năm qua đã tuân thủ đúng các nội dung đã ký kết. Hai bên cũng đã làm mới nhiều sản phẩm du lịch, tiến hành được nhiều hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác. Ngay sau buổi làm việc, hai bộ trưởng đã ký bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Theo đó, hai bên sẽ củng cố và phát triển du lịch vì lợi ích chung của hai bên, thúc đẩy dòng khách du lịch giữa hai nước qua việc tăng cường hợp tác xuyên biên giới và tạo thuận lợi cho du lịch qua lại biên giới và tăng tần suất chuyến bay thẳng giữa hai nước. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch thông qua việc triển khai các hoạt động cụ thể trên cơ sở khuôn khổ luật pháp của hai quốc gia